爸爸妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和Mọi người có nghe được chưa ạ? à, được Nghe nghe được được rồi ạ, các nghe bạn. rồi Dạ. Bây giờ mình sẽ nghe lại cho mọi người. "我家有八口人，爷爷、奶奶、爸爸妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和我是一个很大的家庭。" 爷爷以前是医生，现在他不工作了。奶奶以前是会计，在一家小公司工作。我爸爸大学毕业以后，没有到医院工作，他当了律师。我妈妈现在是公司的秘书，她想让我姐姐当护士，我哥哥也在那个公司当保安，我姐姐在饭店工作，是服务员。 我现在是公司职员，可是我的梦想是在大使馆当大使。我的弟弟想当出租车司机，这就是我的家庭。 Họ, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa. Mình sẽ nghe lại我家有八口人。爷爷、奶奶、爸爸妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和我是一个很大的家庭。爷爷以前是医生，现在他不工作了。奶奶以前是会计，在一家小公司工作。我爸爸大学毕业以后没有到医院工作，他当了律师。我妈妈现在是公司的秘书，她想让我姐姐当护士，我哥哥也在那个公司当保安，我姐姐在饭店工作，是服务员。我现在是公司职员，可是我的梦想是在大使馆当大使。我的弟弟想当出租车司机，这就是我的家庭。Rồi, bây giờ mình sẽ hơi sâu với nhau mọi người. Và sẽ mời bạn mời mời một bạn ha. Mỗi bạn là một câu là một dấu chấm nha bạn. Bạn nào được gọi câu nào thì đọc và dịch câu đó lên và cho biết nếu mà câu đó có cái từ điền vào thì các bạn cho là sẽ biết từ điền vào đó là gì được không ạ? Đây, câu đầu tiên ạ, à, "我家有八口人，爷爷、奶奶、爸爸妈妈、哥哥。姐姐、弟弟和我是一个很大的家庭。好，什么意思呢？确认。家đình của tôi có 8 người. Ông nội, bà nội, ba mẹ, anh trai, chị gái, em trai và tôi. Đây là một gia đình lớn. Hả hả, xin Đây là một à, đại gia đình. thứ hai chữ xin chú. Dễ 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 chen sư y sinh xin cha ta bổ công chua lợ nại nại dễ Hả chen hả, sư khá y là chính chủ. Nói trước ông thì nội我们填什么？我们要填什么呢？医生对吗？大家这里填医生可以吗？可不对，以大家可对啊，以。医生好吗？医生。好，什么意思呢？Ông nội trước kia làm bác sĩ, hiện tại thì ông đã không còn đi làm nữa.好，谢谢，请主请一位同学好吗？Chị Chính Siêu.锦绣，奶奶以前是会计，在一家小公司工作。这里我们要填，会计，还好是会计啊，什么意思呢，锦绣？bà nội của tôi thì trước đây làm kế toán, đã từng làm cho một công ty kế toán nhỏ. Đây,非常好，Dạ thưa chị.请玉和。Trời ơi, làm sư vậy luôn á. Tới đâu? Cái chữ Bánh bự. Nghe chưa? Wow, ba bà ta sẽ bị dây gì hầu.
没有到医院工作，他当了律师。 好，这里我们要填律师，非常好，什么意思？ Cha của tôi sau khi mà tốt nghiệp đại học thì không có đi làm ở trong bệnh viện mà bây giờ ông làm luật sư. Tuy phi trả hả, chan chan. Wo ma ma xin gai sư công sư đờ mi sư. Ta xiang răng wo jie jie. Jie jie đăng hù sư. Wo gơ gơ ye jai na gơ công sư đăng bảo an. 好好好，这里吧，到这里吧。Mẹ của tôi hiện tại là thư ký của công ty. Mẹ tôi muốn chị tôi làm y tá. Anh của tôi hiện tại cũng làm ở công ty, làm bảo vệ ở công ty.这里我们要填什么呢？这里我们要填保安。好了，请美琴。我姐姐在饭店工作，是服务员。 对了，这里我们填服务员，对吗？非常好。好，请艾燕。哦，我现在是工作公职员，可是我的梦想是在大使馆当大使。当大使，好不好？啊，这里是职员。对了，什么意思呢？艾燕。 Bây giờ tôi đang làm nhân viên văn phòng ở công ty, nhưng mà giấc ước mơ của tôi là ở làm ở đại sứ quán. Đây là giấc mơ của tôi là làm đại sứ ở đại sứ quán, đúng không ạ? Ha, à, xin xin giải sư. Giải sư, tại mà? Quên rồi, khai. 我的弟弟想当出租车司机。好，这就是我的家庭。对，什么意思呢？解释。现在我都提蒙兰大塞，一塞咁讲，来来，家庭古多。好，出租车司机是什么意思呢？大塞，大塞，taxi。好，对了，出租车taxi，好不好？ 大家的听力都很好，这份英语讲话了，差不多吧。那，bây giờ dựa vào bài này ha，来，sư có một số câu hỏi à。你là，这里，mọi người nghe bài lại một lần rồi mọi người nói lại ý nha các bạn. Lát mình sẽ qua cái phần câu hỏi cho mọi người nghe lại một lần nữa ha. Rồi mình sẽ. 我家有八口人，爷爷、奶奶、爸爸妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和我是一个很大的家庭。爷爷以前是医生，现在他不工作了。奶奶以前是会计，在一家小公司工作。 我爸爸大学毕业以后没有到医院工作，他当了律师。我妈妈现在是公司的秘书，她想让我姐姐当护士，我哥哥也在那个公司当保安，我姐姐在饭店工作，是服务员。我现在是公司职员，可是我的梦想是在大使馆当大使。我的弟弟想当出租车司机。 这就是我的家庭。Nè, mọi người nói ý lại. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần câu hỏi nha.
À, đây là bức hình của tờ cha thị đấy ạ. À, dễ dễ nải nai, bà bà má má, cơ cơ chia chia, à, tỷ tỷ hở vỏ. À, 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 我家有八口人 对吗, 大家? 我家有八口人 对吗? 对,对。好,很好 崔银, 我家有什么人? 是爷爷,奶奶,爸爸,妈妈,姐姐,哥哥,弟弟和我。非常好。第三, 爷爷以前做什么工作? 如银, 爷爷以前是医生。好，爷爷以前是医生。青竹，爸爸做什么工作？爸爸是律师。爸爸是律师。玉和，妈妈做什么工作？妈妈是秘书。爸爸是秘书。杰斯，哥哥做什么工作？ 哥哥是公司的保安。对，很好。姐姐呢？姐姐做什么工作？阿姨。姐姐是饭店的服务员。饭店的服务员。好，那我做什么工作？锦绣。我做职员。 我是职员，好吧？职员，我是职员，他们拿来我做职员呢。好，那我弟弟想当什么呢？警政对吗？林警政。我弟弟想当司机。对了，想当司机。 想当出租车司机，好，大家都回答得非常好。好，还有这是我们今天的作业，好，đây là bài tập về nhà của chúng ta. Mình sẽ viết lại đoạn văn trên hai lần ha. Sư sẽ gửi đoạn văn đó cho các bạn sau ạ. Và các bạn sẽ quay video ha, đọc lưu loát cái đoạn văn đó trong vòng một phút cho là sư nhá. Học có họ đó chưa? 好的，好了，今天我们学到这，我们可以下课了，谢谢大家，再见。再见，老师，再见，快，我们等老师接来，我们。